Trong suốt một cái phần trình diễn của bạn ở ca khúc Và Em Có Anh á, thì hầu như là
tất cả mọi người chỉ có thể nghe được rõ lời ở cái phần điệp khúc của bạn thôi. Còn cái phần đầu á, bạn đã làm méo cái tiếng của nó đi quá nhiều, cho nên thành ra là mọi người không có nghe được rõ lời lắm khi mà bạn muốn hát gì, bạn muốn chuyển tải gì đến người nghe. Và phần nhịp ở phần sau của cái phần mà điệp khúc thì cũng hơi bị chật một chút xíu. Đó là những cái lỗi nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bạn sẽ có thể khắc phục được nếu như bạn chú ý cũng như là bạn tập luyện kỹ hơn cho cái phần trình diễn của bạn. Nhìn chung tóm lại là ngày hôm nay bạn đã có một phần dự thi với ca khúc Và Em Có Anh rất là thuyết phục đối với tất cả những người nghe ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng Nguyễn Thanh Nguyên và ca khúc Và Em Có Anh.